Hôm nay cúp điện tiệm cũng có nhận vài chiếc xe để nâng cấp phần mềm cho nó chạy hiệu quả hơn anh em ơi. Thì đây là con Vario ha. Vario thì giờ mình nâng cấp phần mềm Vario xong rồi mình sẽ nâng lên cho con Vinix cho thằng em. Đó. Thì nó khi mà mình nâng như vậy á, nó cải thiện được cái gì thì nói chung thì mấy nay anh em mới nói là hiệu chỉnh A9F hay remap của tôi gì đó thì kệ nó đi, thì nói chung là mình nâng cấp phần mềm lên cho nó ha. Thì nhìn xe nó ga đầu nó hơi hợp giật tí xíu, nó không bốc thì giờ mình nạp lên cho nó chạy để chạy cho nó hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn. Vario đỏ ha mọi người ha. Thì anh em khu vực Phú Giáo muốn trải nghiệm tính năng này thì ghé em ha. Ghé em nạp dữ liệu vào cho ha. Chờ em tí xíu nha mọi người. Xe này nãy nó rằn dữ lắm mọi người. Nó rằn cái xe mà khó chịu vô cùng luôn mọi người. Nói chung là họ ở cái vùng mà đất nhiều mọi người, đúng ra xe này là để một hồi nữa nếu mà mình xiên á, mình mở ra mình vệ sinh sơ cái nồi cho họ ha. Rồi về hỏi anh em là xe nào mà chịu nổi. Nếu mà đi cái vùng đất này nhiều như vậy á là cứ 6 tháng ra vệ sinh mấy cái nồi với họng ga đồ á thì xe nó đi nó đỡ hơn. Còn để vậy cái đất cát nó hút vô mấy họng ga chứ mình muốn cái máy mình nó mau xuống lắm. Thì nạp cái này vô thì nó khoảng 1 phút nha mọi người. khoảng một phút thì nay cúp điện mình định nghỉ anh em ơi, nhưng mà nhận cái xe đó, nhận xe cho thằng em này là giờ một hồi mình gắn tắt mở đèn thì có tư vấn với thằng em thì hỏi nó muốn chọn kiểu nào, muốn chọn bách xin thì câu mạch vô đây, còn không thì gắn quan gì đó, gắn lúc nào cũng được nha anh em, lúc nào thì cũng phải gắn rồi đây hết anh em ơi. Thì đây xe này hiện giờ xong mình cũng sẽ remap cho nó, điều chỉnh A9F hay là vùng tô hay là cái gì đó, nói chung là cho nó biết đâu. Rồi anh em chịu khó ha. Nói chung là làm nghề mà chủ yếu là do cái tư vấn khách hàng của anh em thôi, chứ không phải xe nào vô là anh em cũng đem máy anh em nhắn nha anh em. Mình phải tư vấn cho người ta với cái xe của người ta nó có cái hiện tượng gì, mình phải nói đúng cái tâm lý của người ta đó. Nói chung có công nghệ thì mình cứ làm thôi mọi người ơi, người ta cần thì mình làm, sai trái gì thì cái đó mình không biết, nhưng mà giờ mình không làm thì họ đi chỗ khác họ cũng làm, và thậm chí họ gớt đầu ra họ làm cho phân khối mạnh lên nữa mọi người. Còn nếu mà mình làm gì nó cải thiện được thì người ta thích thì mình làm thôi. Đó, chứ giờ xe zin mà anh em lên cứ hết ga hết số thì xe nào không banh anh em. Nhiều người họ cứ kêu tại sao phải như vậy như thế kia, họ lại hỏi mình giờ anh làm em định đi sâu 2 rồi cam cò rồi mà yếu quá rồi, giờ em muốn mạnh hơn tí xíu rồi được không? Rồi giờ em trải nghiệm đi, em làm vậy được thì em làm đó. Họ đỡ phải gã xe ra, còn họ muốn nữa thì họ độ họ làm gì đó là chuyện của họ thôi. Ôi mấy ông bự ra, mấy ông chào mọi người ha, mấy ông bự mấy ông nói tùm lum la hết. Chạy mình nhỏ thì giờ mình mua máy mình làm thôi, khách cầu thì mình cung thôi nha anh em. Thì nào khách hết cầu mình thì mình không cung cấp nữa đó, khách cầu thì mình cung cấp thôi, mình cung cấp thì mình cứ bơm lúa cho mấy ông này. Đang đòi này chị, không phải chỉ nam đâu nha mọi người, nữ thì cũng rất nhiều người họ thích cái này nha mọi người, họ thích cái này. Rồi anh em chờ tí xíu ha, anh em chờ tí xíu, cái này nạp thì nó hơi lâu. Xe này thì em chưa chạy luôn, em chưa chạy luôn, chưa vệ sinh nồi luôn, để thử em làm gì xong rồi cho khách chạy, khách cảm nhận coi như thế nào. Rồi xong mình qua mình map lên cái con xe bên đây. À mọi người chờ chút xíu ha. Rồi có kết thúc rồi mọi người ha.
lâu lâu chạy chậm chậm máy chậm đồ chậm nước máy. Xe này vòng tua nó hơi thấp nha anh em, để mình chỉnh lên tí xíu. Mà đi 2 năm mấy họ chưa có vệ sinh họng ga buồng đốt, vệ sinh gì luôn anh em, họ để gì họ chạy luôn, cái xe này nó chạy đâu có nổi đâu. Để mình chỉnh cho nó lên 1.500 đi ha. 1.500 mấy, 1.600 mấy luôn rồi, 1.700 luôn rồi. Xe này đi đường bụi dữ quá mà. Xe này để ngồi nữa coi mình tư vấn coi họ có vệ sinh buồng đốt họng ga không, nếu họ làm thì mình làm luôn. Tạm thời giờ cứ cho họ ra chạy thử trước. Rồi ai chạy quen xe này ra chạy thử là nó khác cũ không? Chạy thử trước đi. Cho họ trải nghiệm trước anh em ơi. Coi coi nó còn tè tè không? Nói chung xe này nếu mà hồi họ có thời gian thì ngồi đợi mở cái vệ sinh mấy cái họng ga với vệ sinh sơ cái nồi nó là còn hiệu quả luôn. Cái cứ... hả? Cái đó ngồi đợi khoảng nửa tiếng hơn. Thì cứ chạy thử đi, đi coi nó như thế nào. Cầm máy giùm anh nghe em cho. Ê, cà phê có anh hả? Ai biết đâu. Ly nước của anh ai sáng mình mua anh chưa uống nữa kìa. Em mua anh chai nước còn hai cà phê này của hai thằng kia sao chứ? À, gà bán cho nó chiếc xe. Gà bán cho nó chiếc xe 4 triệu cho nó 10 triệu mà nó không cho mình ly nước nữa kìa. Đéo có cảm ơn luôn. Đi không ra mua nhà dắt cho mua chiếc xe 10 triệu. Đó, nhờ cái tên của mình để lấy xe về, uống nước không cho mình ly nước luôn. Đó, đúng bài. Bớt rè hắn cũng nhiều chưa? Có nhiều người không bao giờ riêng về nói về cái vấn đề mà HNF hay GMAP gì nha anh em. Có nhiều người làm xe á, nếu mà khách quen của mình á, khi làm xong mình hỏi người ta anh chạy anh thấy xe như thế nào, có khác biệt gì không. Nếu mà cái người mà họ bình thường á thì nói nó khác cũ hoặc là cũng chưa ngon đó. Mà có một số người á, cái đánh tình nó hơi hơi mạnh tí xíu, hỏi cũng y vậy à, hay là tệ hơn gì đó mọi người. Hồi xe đang kêu mà mầm vậy lại làm xong hỏi thiếu phân cũ không anh, y vậy à, lạ lắm. Cái này làm dâu trăm họ mọi người, không chỉ riêng mình, thậm chí ngay cả mấy ông thầy luôn, lâu lâu cũng đụng mấy ca cũng nặng ký lắm, mà mấy ca mà vậy như đụng khách thôi chứ giặt thì không có giặt họ. Rồi nghiệp mà có này có kia, có này có mở ngon hoài, lấy đâu ra có ăn hoài. Khác cũ nhiều chưa? Nhưng mà mạnh chạy giờ nghe nó một cái ga đầu nó mạnh hơn cái cũ gì. Ủa mày giống như mối mua gỏi cuốn của vợ quá à, hay mua gỏi cuốn trên đầu đường phải không? Cũng có luôn. Dạ nó gỏi cuốn nè. Có chị đó. Ông này ơi chở ghé mua gỏi cuốn mà. Nhiều lắm. Dạ, cái nhiêu khói con cái cặp mắt mới nhận ra, không biết. Nói chung mà xe tay ga là xe nào lúc nào nó cũng kêu vậy. Đây này nè. Rồi
Thì sau khi khách họ chạy thử thì họ thấy nó cũng cải thiện được đáng kể nha mọi người. Đó, cải thiện được đáng kể cái ga đầu. Rồi bây giờ xe này khách cũng bị, bây giờ mình cho khách chạy xe này luôn rồi xong rồi. Nói chung mua lâu quá đi không có vệ sinh bà nội á, bụi bặm nó đóng vô nó không bung ra được. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Đó là mình cho khách trải nghiệm trước, mình có nói với khách mà khách đứng đi luôn, mình nói chạy hết thì mình mới lấy tiền ha anh em ha. Còn không hết thì gắn vô lại cho khách đi thôi. Là mình thoải mái với người ta thoải mái với mình thôi. Vô mình chưa sửa xong mà nói tiền thôi là họ chạy nha anh em. À hôm nay cúp điện anh em ơi. Cúp điện nên là giờ làm mạch ngồi ngoài đường. Đó, lấy cái cục này ghim vô đây ha, ra điện 220 để làm thôi. Rồi cứ để chìa khóa cho anh luôn nha. Rồi. Cái này chạy đi, hồi về gắn cái công tắc đèn vô sao. Để nấu vô thử nhấp coi nó khác cũ không. Không mà. Xong rồi. Nấu của em ấy hả? Chạy xong rồi về anh hỏi khác không, nói y vậy nữa là anh hiểu nha. Bây giờ đi nhậu đúng không? Bây giờ đi nhậu thì đèn mà làm sao? Còn nếu mà muốn làm đèn thì chạy thử xong quay lại làm đèn. Làm luôn đi. Rồi làm luôn đi thì chạy với giọng đi. Làm đèn này thấy hàng rồi lên, hàng mạch vô mà phải ngồi đợi. Lâu. Lâu. Ơi làm em làm nhanh siêu nhân, tắt mở đèn xe bắt xin xe này em làm như làm 5 phút rồi anh thánh à. Chạy vòng đi, quay lại khúc thôi nha, để ba khúc thôi, quay lại cho cảm giác thử coi nó có khác biệt không. Bây giờ phải câu tắt mở đèn cho khách anh em ơi, làm biến ghê luôn á, mình không có làm sẵn anh em. Cứng luôn anh em ơi. Anh mở lọc gió thử nha. Làm mở mà không dám nữa, quặn anh em, quặn nhiều quá sợ. Sao? Đâu nói thiệt coi, anh đang livestream nè, giờ sau khi cái xe của em anh nạp dữ liệu cho nó, em chạy cái cảm giác từ ga đầu với ga giữa thì nó khác cũ nhiều không? Hả? Trả lời trời. Ngon không? Ngon, chạy mượt lắm. Mướt lắm hả? Mướt vậy là anh lụm lúa được đúng không? Nãy rồi. Nãy mua cục này mà. Ờ, dạ. Nó nói là xài không có nổi đâu rồi, nó xài nó thì... Cái này xài nhẹ thôi, còn mà ngon thì mấy cái dòng mà từ 700 trở lên, 700 rồi triệu mấy. Em lúc đầu với cái này thôi. Em bao nhiêu chứ? Chỉ có xài được có cái quạt thường. Quạt rồi con ghim vô cái máy tính con còn xài được mà. Vậy thôi chứ đâu có kéo lên quạt của nhà đâu đâu. Quạt nhà là quạt gì? Đèn quạt. Cái đó con chưa thử. Mấy bữa trước. Cái này nó rẻ mà, cái này đâu có nhiêu tiền. Còn loại mà từ 800 trở lên thì nó xài được. Cái này mình xài dạng như quạt, laptop, tivi thôi. Con xài gì con ghim tivi nó lên mà, ghim tivi con coi được mà. Ra 220 đó. Cái này 12 ra 220. Cái này 12 ra 220. Mấy bữa trước để máy lên nó kêu hơi to, giờ êm ru. Bây giờ là ngon rồi đúng không? Mà thích chưa? Thích. Khách thích là mọi người thích là mình lẫm lố được rồi. Thích là mình lẫm lố được rồi. Mấy bữa trước đè lên máy nó kêu à? Hơi to. Bây giờ ra đời là nghe nó nhẹ nhàng đúng không? Giờ đè lên thử êm ru. Đó, vậy là khách khoái là mình thấy ổn rồi mọi người. Khách khoái là mình ổn rồi. Hôm bữa nó kêu bây giờ là nếu mà em câu tắt đèn á thì anh có mấy cái offer cho em ha, offer cho em. Bây giờ em chuẩn bị đi nhậu đúng không, em bị đi nhậu thì giờ anh phải vệ sinh nồi xe này rồi đó. Nếu mà chưa nhậu thì ngồi chơi đợi em vệ sinh nồi xong anh làm cái này, còn nếu mà muốn nhậu á
nhậu nhậu ít thôi, thì anh cho mượn xe của anh chạy đi gần chút rồi anh làm xong rồi chạy lên đổi. Thôi anh đi xe em đi, đợi xe em đi, chiều, em để anh sau. Chiều hôm nay em ghé. Giờ làm cái này gắn vô đi, mỗi cái chạy đi rồi mai mốt ghé làm đèn ha. Rồi gọi này cho anh đi. Giờ ngồi làm đèn nữa, hơi vất vả. Cái gắn này lại anh làm vaccine cho. Mấy bữa trước để máy lên cái máy nó kêu hơi to. Câu cái nút kia á, cái nút này á thì nó lẻ ha. Nếu em câu cái nút này á thì anh vẫn làm cho em tắt đèn, mở đèn pha code bình thường. Nhưng mà nó sẽ không có cái chức năng vaccine. Thì nó rẻ, cùi bắp. Còn mà muốn mà tắt mở đèn, đá đèn được để mốt gắn chạy sáng gì đó thì xài con mạch, xài con nút vaccine đây đó, thì cứ về mở đèn, đá đèn thôi. Thì rảnh anh sẽ làm cho em cái này, còn cái này thì theo anh là không làm cái này rồi. Được thôi nghe cô. Rồi thôi vậy anh em ha, giờ đang chạy xuống đang chỉnh xe, mình kết thúc cái video đây nha nha anh em. Thì sau khi mở cho khách trải nghiệm, khách cảm thấy là nó ok thì khách thích thì là được rồi anh em ơi, sợ họ không thích thôi. Để đây em làm xe, em làm từ nồi tới xe hả, cho nhiêu cho em ơi, anh dễ lắm, muốn cho nhiêu cho, còn số không cho nhiêu cho rồi ok nó giờ lên nha. Máy nó êm hơn hồi bữa, bữa đè lên thêm bao nhiêu hả? Okay. À, thêm là được rồi, mướt đã hả, nói chung em thích thì là được rồi, sợ em không thích thôi. Rồi thôi kết thúc video nha mọi người, thâu đề coi, rút cái coi, anh mới mua xe mọi người. Rồi thôi vậy ha mọi người ha, để em mở ra vệ sinh cái hộp ga, vệ sinh nồi, kiểm tra lọc gió xe này cái để xong rồi giao cho khách ha. Này khách này ở xa mọi người, trong ấp đuôi chuột. À, khách lạ thôi à, họ có coi Facebook của mình á, họ có coi Facebook của mình thì họ ra họ làm thử, thì đầu tiên họ cũng e ngại mọi người, họ vô họ hỏi giá này nọ rồi em thì em không có nói giá, em nói thì giờ để em vô em canh chỉnh rồi ra chạy cái nó khác cũ không đó, thì cứ chạy thử đi đó, chạy thử đi rồi sau rồi xong rồi về em cứ tư vấn cho họ đó, rồi nói giá cả thì họ ok. Chưa sửa xe, chưa chạy thử mà nói giá thì nó cũng rác. Thôi chào mọi người ha, chào anh em ha. Em kết thúc video ở đây mọi người. Chào mọi người.